thưa các bạn, Tạ Bình Cường sinh năm 1982 tại Lý Nhân thuộc Hà Nam, hiện tại thì đang làm bình luận viên cho thể thao ở Đài Truyền hình Việt Nam. Tạ Bình Cường được biết đến như là một người hài hước, có tài ứng biến và có kinh nghiệm lâu năm tại Đài Truyền hình Việt Nam. Bình luận viên Bình Cường là em trai của chị Tạ Bích Loan, một trong những người mà có thâm niên làm việc khá lâu ở trong VTV. Hiện tại thì Tạ Bích Loan là trưởng ban thanh thiếu niên của Đài Truyền hình Việt Nam, tức là kênh VTV6, còn Tạ Bình Cường thì là trưởng ban thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Bình luận viên Tạ Bình Cường bắt đầu lên sóng từ vòng chung kết World Cup 2006. Lúc này anh tham gia bình luận với tư cách là một bình luận viên mới, sở hữu chất giọng miền Trung và có nhiều tình huống ứng biến với các tình huống trong trận bóng một cách hài hước. Nhưng mà có lẽ người ta nhớ nhiều đến bình luận viên Tạ Bình Cường là cái khoảng thời gian năm 2015 anh bắt đầu được nhiều người biết đến, và đặc biệt là sau vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Thời điểm này bình luận viên Tạ Bình Cường đã đem lại những cảm xúc khó quên cho khán giả cùng những thành tích vang dội của đội U23 Việt Nam. Tiến Dũng, không phải. Nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa bạn. Hiện tại thì anh được xem là bình luận viên nổi tiếng nhất Việt Nam bởi độ phủ sóng trên cái kênh truyền hình và cộng đồng mạng. Phong cách bình luận thì cũng khiến khán giả cảm thấy rất là sảng khoái vì cái khiếu hài hước của anh. Vâng, thưa các bạn, vừa qua thì đội tuyển Việt Nam đã có một trận đối đầu nảy lửa với đội tuyển UAE. Mặc dù đội tuyển Việt Nam đã thua 3-2 nhưng chắc chắn là có một vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022. Đến tới phút 84 của trận đấu thì bằng những đường phối hợp cực hay thì Tiến Linh đã mở tỷ số bằng một cú dứt điểm rất đẹp. Ngay lập tức mọi người hâm mộ Việt Nam đều vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Lúc này thì bình luận viên Tạ Bình Cường đã chốt hạ bằng một lời bình khiến nhiều khán giả rất là thích thú. Các bạn hãy cùng thưởng thức lại màn thêu hoa rệt gấm này của đội tuyển Việt Nam. Minh Vương, Quang Hải, Minh Vương, Tiến Linh. Một loạt những tình huống phối hợp nhanh, nhuyễn và xuất sắc được kết thúc bằng cú chạm bóng tinh tế của Tiến Linh. Quá hay. Một pha phối hợp xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa. Và bên cạnh những việc được chứng kiến những pha bóng kịch tính, người hâm mộ cũng vô cùng đã tai bởi những bình luận đầy khác lạ của Tạ Bình Cường. Với những người hâm mộ bóng đá thì anh Bình Cường được xem như là vựa muối khó có thể thiếu trong những trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Và còn đó là những nỗi đau của trận chung kết 2009, nhưng chúng ta hẹn giờ số 4 đứng dậy sáng loa và trở thành nhà vô địch của SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử. Xin chúc mừng những cổ động viên của chúng ta, chúc mừng cao thủ U22 Việt Nam và tất cả chúng ta trong giờ phút này thực sự là đang vỡ hòa, anh Khuê ạ. Vỡ hòa trong cảm xúc Đoàn Văn Hậu và Hùng Dũng là những người ghi bàn, nhưng tất cả các cầu thủ của chúng ta, tất cả các thành viên của đoàn Quang Hải là những người hùng. Vâng, thưa các bạn, vừa qua có cái thông tin là chị Nguyễn Phương Hằng sẽ giải thể công ty Đại Nam và chị sẽ dừng cái quỹ Hằng Hiếu, một trong những cái quỹ giúp người nghèo và giúp những trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, đã tạo ra cái sự lắng động cho những cái người mà có trái tim và những cái người mà còn nhiều cái tinh thần bác ái. Lần này Tạ Bình Cường cũng lại có một status trên Facebook khiến cộng đồng mạng rúng động. Một status không nhiều chữ, chỉ có vài dòng, nhưng mà thật sự nó rất là ý nghĩa và nó nói lên nhiều điều, và nó khiến cho nhiều người mà còn có những trái tim đồng cảm giữa người với người và có một trái tim đầy yêu thương thì sẽ phải ngẫm nghĩ một cách thấu đáo. Vâng, Việt Nam chúng ta thì chuẩn bị bước vào vòng cuối cùng của vòng loại thứ 3 để ấn tranh tới World Cup. Chúc anh Tạ Bình Cường thật nhiều sức khỏe và rất là hỏng những cái câu bình mà đầy muối của anh. Và hãy khóc đi, đừng ngại ngần. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Quang Hải nhảy múa với trái bóng. Anh Đức, người chiến binh không tuổi của đội tuyển Việt Nam.